Sáng 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thái cùng 69 bị cáo khác bị truy tố về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại Phú Quốc tháng 10 năm 2022, làm 8 người thương vong. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại phiên tòa lưu động, từ sáng sớm, an ninh được thắt chặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, nơi xét xử vụ án. Cũng do số lượng quá đông, người liên quan và tham gia phiên tòa nhiều nên phải tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2022, khiến 2 người chết, 6 người bị thương liên quan đến tranh chấp đất đai. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang, xuất phát từ tranh chấp đất đai năm 2022, một người dân ở ấp Bến Tràm đã nhờ Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, tên gọi khác là Thái Bớt, ngụ phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cùng nhiều bị cáo khác bảo kê cho việc đo đạc khu đất đang tranh chấp. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Thái Bớt dẫn theo 52 đàn em đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khi tới khu đất trên, nhóm của Thái Bớt cự cãi, xô sát với nhóm của Nguyễn Văn Trường, 36 tuổi, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, đã có mặt tại khu đất từ trước. Trong quá trình xô sát, hai người trong nhóm của Thái Bớt là Nguyễn Văn Quá, 27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, và Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Đông Dương, thành phố Phú Quốc, dẫn đồng bọn truy sát nhóm của Nguyễn Văn Trường, gây náo loạn cả khu vực. Sau đó, Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải, 26 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Anh Thư, 28 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau, tử vong. Còn Trường và 5 người khác cùng nhóm bị thương. Khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang thu giữ nhiều súng, dao, mác, dựa, kiếm, tạm giữ 14 ô tô của các đối tượng đã sử dụng gây án. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Văn Thái, Đoàn Thiên Long cùng 48 bị cáo khác phạm tội giết người, truy tố 13 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, truy tố 6 bị cáo về tội che giấu tội phạm, 1 bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Đoàn Thiên Long và 7 bị cáo khác còn bị truy tố thêm các tội về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự, tập trung thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen,